về đi đi. Cái nào quay đi nha. Đi về đi. Chị à, có bố à, ta không được cũng là được, chị vui mình lao lại luôn. Con chào đi nào. Con chào mọi người. Ngoan thế nhờ. Bao nhiêu tuổi rồi em? 2 tuổi em ạ. À. Con của em nhỉ? Vâng. Em có mấy cháu rồi? Em có 1 thôi. À. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Em 18 ạ. À 18 mà con lớn này nữa nhỉ. Em lấy chồng sớm em nhỉ. Đấy. 18 tuổi mà con nó biết đi rồi các bạn ạ. Tớ ở đây lấy chồng sớm nhỉ. Đây các bạn nhá, đây những là màn là trận đấu đá bóng giữa hai đội tuyển bóng đá nữ tại lễ hội Na Làng thuộc xã Thanh Hòa, huyện Cao Lộc các bạn ạ. Đây cho bạn xem này, ở đây có phong trào bóng đá nữ này rất là hay này. Cô làm hậu vệ luôn hả cô? Thế còn cô ơi, cái đây là gọi là hội gì nhỉ cô nhỉ? Na Làng. Hả? Na Làng. Na Làng. Đây, mấy chị em đấy đang đá bóng hả nhỉ? Ở đây gọi là hội gì hả mấy chị? Đấy đá vui hay đá giải gì đấy? Na Làng. Đá cho vui. Na Lai á? Na Làng. Na Làng. Na Làng. Na Làng. Na Làng. Xã Thanh Lòa thì đã. Thanh Lòa. Thanh Lòa. Thanh Lòa đúng không? Đấy là bóng đá nữ nhỉ? Bóng đá nữ. Hay nhỉ? Na Làng. Cái cô đi hội chưa? Hả? Hội ở đây. À, hội ở đây, đây à? Ừ. Ở đây cô lên trên các cái đường đây này. Là các cô là trang phục áo nùng rất là sặc sỡ đây các bạn ạ. Quay lên đẹp mà chị. Chị không xuống đá à chị? Hả? Đấy đá lại gì đấy chị ơi? À chị là trọng tài à chị? Trọng tài từ đứng ở thế này. Trọng tài phải ra ngoài này chứ. Đây là bác chứ này chắc chúng ta à, ta đúng không? Trọng tài đứng ở đây. Đây là nữ trọng tài này các bạn ạ. Ồ, hai mẹ con này đi cổ bóng đá à? Có lâu thì biết học bóng đá chứ nhỉ? Em có đá không em? Vướng con bé này đánh cờ bạc anh không có. Nam Biên rồi. Mấy cầu thủ khỏe, có cầu thủ đấy đang lau mồ hôi kia xinh lắm. Rồi giờ mới đội là 5 người à? Cao rồi, chít vào. Hết sân rồi. Úi, đá giỏi thế. Đừng có đùa với chị. Đội mình thắng chưa chị? Mình thua rồi. À, đội mình thua rồi à? Chị bắt giỏi này vào để bao nhiêu thế chị? Xin hỏi đội mình ở làng nào hả chị? Ở đây. À. Đội nào với đội nào đá đấy chị? Là làng Tân Bắc. Đây là trận chung kết chưa hay là trận gì đấy chị? Đá chơi thôi. À.
đây thủ môn rất là xinh này đấy. Hết sân rồi, bóng đi hết sân rồi, thủ môn không thèm chạy nữa. Thủ môn hơi mệt rồi. Đây là đá trên đá ruộng các bạn ạ. Ruộng này khá là rộng nên là bằng phẳng nên chị em chọn sân này để đá bóng này. Đi giày vào chứ chị. À, đắp chân. Đá được mạnh thế chị. Đội mình thắng này thua à chị? Đội mình thắng chưa? Đội mình thắng này thua đi. À thắng à? Ờ đây. Thế chúc mừng chị nhá. Đấy, thắng bao nhiêu quả rồi chị? Một quả. À, đá một quả được rồi chưa? Giỏi nhá. Đấy. Thắng rồi, bắt mình đá nhẹ thôi. Còn bao lâu nữa hết giờ hả chị? 10 phút nữa. À 10 phút nữa, thế 10 phút nữa mình thắng rồi. Đây các bạn thấy chưa, khán giả ra đây xem rất là đông này. Đấy, cổ vũ cho hai đội tuyển bóng đá nữ. Đội nào thắng rồi hả chị? Đội nào thắng rồi? Nhà đội đeo khăn hay sao? À. Đội đeo khăn thắng thôi nhờ. Mới đội bao nhiêu người hả chị? Trọng tài? 7 người. À sân 7 người đúng không nhỉ? Ừ. Thế thắng có giải gì không chị? Đá vui thôi ạ. À, tưởng là đá tranh giải gì. Ôi trời. Các chị tí có ra đá không các chị? Chị tính có ra đá bóng không? Đá. Cổ vũ thôi nhỉ? Cái đội nào đội của mình cổ vũ à chị? Mình ở làng xa đi thôi. Đội đeo khăn là đội của làng mình đúng không? Mình ở nơi khác đến rồi. À nơi khác, thế chị ở đâu chị? Xa lắm. Xa là chỗ nào chị? Xa lắm, Cao Lâu Sơn Lấy đi. À, Cao Lâu à? Cao Lâu đến đây khá xa ấy nhỉ? Mấy chục cây. Yeah.
này đá giỏi thế nhở em nhở? Em á. Anh em đồng nghiệp với nhau. Lễ hội bắt gặp em gái rất xinh. Thế tí là đội nào thắng là đi 10 hát à chị? Đúng không? Đội nào thua thì phải chi tiền hát nhỉ. Đấy. Đây mấy chị em mà đá giao lưu vui vẻ với nhau rồi các bạn ạ, chứ không có đá giải gì nhá. Tí đội nào thua thì mời đội thắng hát. Đấy. Hay nhỉ. Phong trào đá bóng bóng đá nữ này hay đấy. Tao dân tộc mình ngày càng muốn đi lên phải không? Đấy. Thế này là quá là vui luôn. Vui xuân nhỉ. 7 người thôi. Mỗi đội 7 người. Chuẩn bị một quả phạt góc này đấy. Ôi rồi, chị em đang đang tranh giành biết cái đẹp các bạn ạ. Đấy, như thế mình được biết. Ôi giời, có chị đánh giá xuất sắc luôn. Tính mình tính chị bắt giỏi đấy, chị này đá giỏi, bắt giỏi đây. Đấy nhỉ, đá nữ này tinh thần thể thao mà. Phong trào đây vẫn hay nhỉ. Cô chắc là lớn tuổi nhất ở đây đấy nhỉ cô nhỉ. Cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô á? 15 rồi. Bao nhiêu? 45 rồi. 45 mà vẫn có tinh thần yêu bóng đá này vui nhỉ. Năm nào mình đá hả cô? Năm nào mình cũng đá hả cô? Năm nay là làm ở đấy. Chơi hai thủ môn liều luôn các bạn ạ. Cần zoom không cảnh? Cần zoom là quay này. Zoom đi, anh thích zoom thì anh zoom. Thế mà không vào nhờ, tiếc nhờ. Ôi, quả đấy mà không vào tiếc đấy. À đội đội nào thắng đây, đội đội đeo khăn thắng à? Ở Hòa, thế Hòa có giải thưởng gì không? Hòa có giải thưởng bắt tay nhau. À em này chắc đá giỏi nhất này. À vâng các bạn ạ, vậy là đã hết một hiệp à, hay là còn đá hiệp nào nữa không? Hết hai hiệp luôn rồi. À thế là nghỉ à? À thế là nghỉ, đây là Hòa nhỉ, trận đấu này Hòa. Đấy, thật là kịch tính à. Hai đội Hòa nhau à? Thế này là đá là uống nước thôi phải không? Rất vui. Tưởng là có đội thắng đội thua, tí đội thua mời đội thắng hát chứ. Thế nhỉ? Rất đẹp luôn các bạn ạ. Hòa các bạn ạ. Thế là tí đội nào mới đi hát là hai đội góp tiền à? Ông nhà nước tặng đấy, không có tiền. Đây, em này, em này đá bàn quả nào không em? Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhỉ? Em ghi bàn à? Dạ không ạ, em không được bàn nào anh ơi. Thứ hai ai ghi bàn nhỉ? Đây. Đây, cầu thủ xuất sắc trận đấu này rồi. Đây, quả đúng không? Đấy, cầu thủ xuất sắc trận đấu này rồi. Cầu thủ 2. Hay nhỉ? Đây với chị em là đã hết trận đấu và đang nghỉ uống nước này. Hết hai hiệp rồi, bạn em. Hôm nay còn đá không? Hôm nay hội lại đá phải không?
Sang năm nha. Sang năm đến mà tháng riêng lại đá không? Vui đấy nhỉ. Có phong trào thể thao đá bóng này vui. Mai bay bay Việt Nam ơi, từ như này. Trên chị em làm cái kiểu ảnh đoàn kết đây nhỉ? Không view về đây mới đẹp đấy, anh ơi, view về đây mới đẹp đấy. Không, anh ơi, đứng đứng ra hướng ngôn đấy. Hướng ngôn mới đẹp chứ. Đi lấy bóng đây. Thế là đội bóng đá xong rồi hết, tỷ số thủng chỉ số là bao nhiêu em? Chỉ số là hòa nhau ba đều đúng không? Thế mà bên kia có thủ môn bảo 4-0, 4-4-4-3. 4-3 bây giờ hòa luôn. Giờ tính là hòa luôn. Hòa nữa. Bây giờ nếu mà chụp ảnh đẹp nhá. Người có khăn ngồi dưới là người có khăn ngồi trên nhá, nó đồng phục nhá. Nhưng mà ai có khăn thì ngồi dưới là người trên được nhá, đồng phục nhá, trông chưa là đồng đều rồi. Đấy, đồng đều đó nhá. Cầm bóng nhá. Còn một chị kia kìa. Ơi, ra đi. Còn ai không? Nhìn hướng màn hình đây. Toàn đấy, trên mắt rồi. Nhìn mấy ảnh nhá. Cười tươi nhá. Hôm nay chúng dân lần đầu tiên thôi nhá. Chúng dân lần đầu tiên à? Sang năm được đá. Lần đầu tiên đá cả bóng. Nhưng mà cùng thôn thôi. Cùng thôn à? Vâng. Cùng thôn nhưng khác bản đó phải không? Vâng. Nhưng mà khác bản. Đấy cô cầu thủ cao to nhất đang ngồi đây này. Cầu thủ to nhất đội đấy. Nữ cầu thủ này xinh nhất đội này. Xin lỗi em tên gì nhỉ em? Dạ em Tiên Hương ạ. À Hương, nhà em ở gần đây sao? Nhà em ở ngay đây ạ. Ở ngay đây à? Em có hay đá bóng không? Em không, hôm nay là lần đầu tiên ạ. À lần đầu tiên đá, đây này có sợ đau chân không? Em không sợ đâu. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 30 tuổi rồi ạ. Ừ, 30 tuổi mà nhìn cứ như là 20 ấy em ạ. 30 rồi. Rồi hôm nay mình cũng thắng, tháng 5 lần sau mình thắng nhỉ? Em nhỉ? Cái là túi của béo vậy bác? Đây là khích lệ thôi. Rồi các bạn nhá, vậy là trận đấu kết thúc rồi mà mình xin phép là dừng clip tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nhá.